Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm an rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 15 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện Mợ Giao. Vẫn là những tình tiết gay cấn nhất, ngày hôm nay thì Tâm An gửi tới cho quý vị đó chính là sự trả giá của những người làm việc ác trong đó có bà hồng và chàng trai tên là định còn cô gái tên là thùy lâm của chúng ta thì sao sau khi mà bị cậu trấn hưng ấy, à, cậu ấy cự tuyệt tình cảm thì cô ta quay trở về campuchia và biết đâu được lại có một âm mưu sắp đặt sẽ được diễn ra trong tập truyện này và quý vị hãy cùng theo dõi với tâm an nhé sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho tâm an và kênh đọc truyện chị dậu bằng cách like chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh xin cảm ơn quý vị rất nhiều và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa ngay bây giờ thì tâm an sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện này xin mời quý vị cùng thưởng thức Thủy Lâm bị mở rào nói những lời cay đắng thì tức tốc đi về phòng thu dọn đồ đạc bỏ đi. Lúc đó cậu Hưng cũng từ trong phòng bước ra. Cậu nhìn thấy Thủy Lâm hùng hồ kéo vali. Cậu lên tiếng hỏi ngay. Đi đâu vậy? Không đợi ngày mai chúng ta đi chung với nhau sao? Thủy Lâm trả lời nhưng mà ánh mắt của cô ta lại liếc nhìn mở dao Vợ anh vừa mới mắng mỏ tôi. Nhà tôi có ơn cứu anh. Cứu mang anh mấy tháng trời. Nhưng mà vợ anh không biết điều, lại còn mắng nhiếc tôi. Anh Hưng, tôi hỏi anh. Anh trả lời một lần nữa đi. Tôi thích anh, tôi yêu anh. Anh có đồng ý theo tôi không? Mặt của cậu Hưng bây giờ chính là sự bất lực. Thủy Lâm à, tôi nói rất nhiều lần với cô rằng là tôi đã có vợ, làm sao mà thích cô được chứ? Ơn nhà cô cứu mạng tôi, cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên chỉ cần nhà cô cần gì tôi đều sẵn sàng làm duy nhất chuyện lấy cô là không thể tôi có vợ rồi tôi yêu cô ấy không có yêu cô nên cô đừng cố chấp hỏi những câu hỏi mà bản thân cô biết rõ câu trả lời có được không chúng ta không thể vĩnh viễn không thể nào được được lắm nếu anh cự tuyệt thẳng thừng như vậy thì tôi cũng mong anh là một trong số ít những người đàn ông chung thủy trên thế giới phức tạp này Xin chào Dứt cầu Thủy Lâm kéo vali ra khỏi nhà họ Hoàng Cậu Hưng không chạy theo Cậu đi tới nắm lấy tay của mợ dao Cậu nói cậu yêu mợ Bên ngoài có ánh nắng nhẹ Có đàn chim sẻ xào xuống sân Để tìm thức ăn Có cậu có mợ Có cung đường hạnh phúc Đang dần dần hé mở Sau những ngày nằm viện Thì sức khỏe của bà Mai cũng ổn định hơn Bác sĩ cho xuất viện Bà ta bị liệt nửa người Chuyện sinh hoạt về sau cần có người giúp đỡ Ông Minh và bà Dung cùng với mọi người Bàn bạc là không kiện cáo bà ta ra tòa Bởi vì hiện tại bà ta đang nằm một chỗ Cũng coi như là nhận lãnh hậu quả Còn về phần của Nhã Thi Thì bị xóa tên khỏi gia phà nhà họ Hoàng Xóa khỏi hộ khẩu gia đình Trả nó về với cuộc sống thuộc về nó Ban đầu Nhã Thi sốc lắm Bởi vì từ nhỏ đến lớn Sống trong nhung lụa Mua bất cứ thứ gì cũng không cần nhìn giá Quần áo toàn hàng hiệu Hưởng thụ cuộc sống sung sướng Vinh hoa phú quý Bây giờ lại trở thành con nhà nghèo Vì số tiền tiết kiệm của bà Mai Đã dùng hết vào viện phí Chưa kể không có nhà cửa Nó phải đi thuê mãi Mới tìm được một chỗ cho thuê trọ giá rẻ Thương người Rồi đưa mẹ nó Về đấy chăm sóc Hôm đó Nó vừa đóng cửa Để đi mua ít đồ ăn thì bị chị Châu và con bé Liễu chặn đường. Nhã thì sợ hãi. Mấy, mấy người muốn gì? Tôi la làng lên bây giờ. Chị Châu nghe vậy thì nhếch môi. La, la lớn lên. La lớn trên mọi người. Người ta biết rõ bộ mặt của mày. Chị Châu, chị muốn gì? Tao muốn tính sổ với mày. Dù tao với mày không phải là chị em đi chăng nữa. Nhưng mà tao tốt với mày như thế tại sao mày cấu kết với thằng thành cắm sừng tao mày nói đi lý do là gì nhã thì nhìn chị châu tức tối như vậy mà bản thân của nó bây giờ cũng đâu còn gì mà mất nên nó cười nhạt bởi vì tao thích đơn giản thế thôi mày từ bé tao rất tốt với mày yêu thương mày mày còn không vừa ý chuyện gì không vừa ý chuyện gì á bởi vì tao bất mãn Tại sao mày được sinh ra, mày đã ngậm thìa vàng. Tại sao cha mẹ mày giàu có, tại sao mày có những thứ tốt nhất. Còn tao, tao lại sinh ra từ người giúp việc cơ chứ. Mà còn nữa, mày nói rằng mày đối xử tốt với tao á, ừ. nhưng mà tao cứ ghét mày đấy. Mày kiêu ngạo chành trệ làm cho tao trướng mắt. Tao không thích mày hạnh phúc. Tao muốn một đứa chành trệ như mày cũng phải nếm mùi đau khổ với người ta. Mày điên rồi Thi à? Chỉ vì ganh tị xuất thân mà mày dám hùa theo thằng Thành lừa dối tao. Cắm cho tao cái sừng dài ngoang trên đầu. Chỉ có tao ngu ngốc nên tao mới hết mực yêu thương mày. Ai bảo mày ngu thì mày dáng mà chịu. Mày trách gì tao chứ? Sau đó nó quay sang nhìn con liễu. <laughs> tao cũng không ngờ mày lại chính là con ruột của ba mẹ tao đấy. Ba mẹ tao á Ba mẹ nào vậy Thi? Mình gọi thì mình phải gọi cho đúng. Phải gọi là ông chủ bà chủ chứ. Chứ ba mẹ là ba mẹ của tao. Mày đừng có mà nhận vơ vào người. Quê lắm. Nhã thì tức giận. Nhưng cô ta vẫn làm ra cái dáng vẻ tiểu thư của mình. Còn bày đặt chế diễu. Dù bây giờ mày có là con nhà giàu đi chăng nữa. Thì cái dáng vẻ quê mùa thô cạch của mày vẫn không thay đổi được đâu mày nhìn xuống chân của mày dính cả tấn phèn kìa liễu ơi là liễu dù có cả một tấn phèn đi chăng nữa thì cái chuyện tao là con của ba mẹ vẫn là sự thật còn ai kia cho dù làm ra vẻ thiên kim tiểu thư thì cũng không có cửa chen vào sổ hộ khẩu nhà tao người ta nói con công ấy, vẫn mãi là con công còn con ngan con vịt ấy thì có cố cách mấy cũng chỉ là ngan là vịt thôi Nhã Thi này, mày đã nghe câu này chưa?" Nó lườm con Liễu muốn rớt con mắt ra ngoài, chị Châu và Liễu nhìn nhau rồi xông vào đánh Nhã Thi túi bụi, mà chỉ cần con Liễu thôi là đủ sức xử lý Nhã Thi rồi. Đằng này có thêm chị Châu nữa, nên hôm đó Nhã Thi no đòn với cả hai chị em, mặt mũi của nó sưng phù, tay chân thì bầm tím. Nó nói bằng cái giọng yếu ớt, "Tao, tao sẽ kiện chúng mày." Kiện á, à? tao thách mày đấy. Mày mà kiện ấy, thì tao sẽ khai ra những tội ác của mày. Còn để xem, bọn họ xử lý mẹ con mày như thế nào. To mồm, ở đấy mà kiện tao. Còn liệu lúc này chỉ vào mặt của nhà thì? Lần này, tao chỉ là cảnh cáo mày xương xương thôi. Từ đây về sau, mày mà còn lãng vãng trước mặt nhà tao, hay là trước mặt anh Hưng, là mày coi chừng chị em tao đấy. Đồ quỷ cái mày phải nhớ rõ vào nghe chưa nhã thì cay cú lắm nhưng không làm được gì cũng không dám thưa kiện giống như chị châu nói chỉ đành ôm cục tức lê lết thân xác về nhà trọ nhìn người mẹ bị liệt nửa người mà cô ta hét lớn trời đất ơi tại sao tôi lại là con của bà chứ tại sao số tôi lại khổ thế này tại sao bà mai nằm đó nước mắt chảy dài ra hai bên thái dương Muốn nói nhưng mỗi lần nói đều rất khó khăn Bà ta chỉ có thể khóc trong bất lực Những tưởng đánh cháo hai đứa bé Để thay đổi cuộc đời cho con của mình không vất vả Giống như mình Nhưng ai rẻ Bây giờ chính đứa con của mình Lại quay ra trách cứ Và không muốn nhận mình Còn gì đau hơn cơ chứ Có chăng cũng là nghiệp báo Mà chính bà ta đã gây ra Chỉ vì muốn tốt cho con mình mà nhẫn tâm thay đổi số phận của một đứa trẻ khác. Đang lý ra nó phải được sống trong nhung lụa, lại trở thành con nhà nghèo, phải đi ở đợ nhiều năm. Sự vất vả đó làm sao mà bù đắp cho được. Chưa kể chính mẹ con bà ta đã trực tiếp hại con của cậu Hưng và mợ giao bị dị tật. Khi biết mợ giao có thai, nhà thi lên mạng tìm hiểu rất kỹ, cuối cùng quyết định đi mua vitamin A liều cao rồi đưa cho bà mai bảo bà ta cho vào đồ ăn của mợ và nấu những món có liều lượng vitamin a cực cao để con của mợ sao bị dị tật bà tính ra nhã thi rất là thông minh nó mua cho mợ mỹ phẩm để mợ sao nghĩ rằng nó tốt đẹp nhưng ý đồ cho mợ uống vitamin c để mợ có cấn bầu cũng là con gái sau đó nó sẽ ra tay cái thai nhưng mà người làm thì trời thấy làm ác nhất định không có kết cục tốt đẹp về phía bà thu hồng và cậu định sau khi công an thu thập đủ bằng chứng thì chính thức đưa vụ kiện ra xét xử tuy nhiên mọi bằng chứng đều hướng về mình bà thu hồng thôi còn cậu định là đồng phạm theo dạng biết mà không khai báo chứ cậu không có nhúng tay vào dĩ nhiên là bà thu hồng ôm hết mọi tội trạng để cậu định được nhẹ tội nhất có thể bởi mới nói bất cứ người mẹ nào trên cuộc đời này đều yêu thương con của mình. Trường hợp nào cũng nghĩ đến con đầu tiên. Lúc lên kế hoạch, hại cậu Hưng, bà ta cũng đề phòng chuyện bại lộ, nên mới một mình đứng ra sắp xếp. Sau khi xét xử, bà Thu Hồng bị tuyên án 12 năm. Và những người bà ta thuê hại cậu Hưng cũng lãnh những bản án tương thích. Còn cậu Định thì bị đình là tuyên án 5 năm do không tham gia tham dự nhưng biết mà không khai báo đồng lõa với mẹ của mình. Nhưng mà người nhà nạn nhân đi cùng với cậu Hưng hôm đó không đồng ý với phán quyết này của tòa án, bởi vì họ cho rằng bà Thu Hồng chỉ ở tù 12 năm là có thể quay về xã hội. Còn họ thì sao? Họ mất con, họ mất vợ, con mất cha mất mát của họ quá lớn, nên yêu cầu tòa xem xét lại mức án của bà Thu Hồng nếu không sẽ gửi đơn lên cấp cao hơn nữa thành ra đó chưa phải là phán quyết cuối cùng hôm diễn ra buổi xét xử ông minh có đến nhưng ông ấy im lặng không nói lời gì cũng không xin giảm nhẹ hình phạt cho bà hồng hay là cậu định bởi vì ông chưa từng nghĩ rằng chị gái của mình lại muốn hại chết con trai của mình chỉ vì tài sản ông thấy lòng nặng nề lắm ông ù rũ đứng dậy ra về Mọi chuyện coi như giải quyết ổn thỏa hết. Cậu Hưng mới bàn với cả gia đình sang bên Campuchia. Đến tận nhà để cảm ơn ba của Thủy Lâm. Sau đó cả nhà cùng nhau đi du lịch. Ông Minh và bà Dung đồng ý. Thu xếp để cả nhà cùng đi. Cả chị Châu cùng với Minh Châu Minh Tài cũng đi. Dĩ nhiên con bé Liễu cũng đi rồi. Ở chung một thời gian, nó quen miệng cứ gọi cậu Hưng mợ giao. Sửa mai mới gọi anh chị. Nhưng mà thi thoảng vẫn còn gọi nhầm đặc biệt mối quan hệ của út liễu và mợ dao đã tốt nay lại càng thêm khăng khít chị dâu em chồng vui vẻ họa thuận cười nói suốt cả ngày để bù đáp cho con gái bà dung mua cho con rất rất nhiều trang sức quý giá đập bỏ phòng nhã thi mà ngày trước cô sống rồi xây lại phòng mới theo ý thích của út liễu kể cả những vật dụng trong phòng cũng để cho liễu tự chọn bà cứ cảm thấy có lỗi với con vì để cho con trải qua một tuổi thơ vất vả, thiếu thốn. Nên bây giờ, bà ra sức bù đắp cho Liễu. Chị Châu thì đem vào cho em gái rất nhiều quần áo đẹp. Mợ giàu biết Liễu thích mỹ phẩm, nên tặng cho em chồng bố mỹ phẩm cùng lọ nước hoa. Cậu Hưng thì dẫn đi mua điện thoại xin. Cuộc sống của Liễu bây giờ đích thị là một cô công chúa thực thụ. Tuy như vậy nhưng chưa bao giờ Liễu quên ân tình và ân nghĩa dưỡng dục của ba má nuôi. Cơ rảnh ôi cô lấy xe, chạy về thăm ba má và mấy đứa em, mua quà cáp đồ ăn ngon. Chưa bao giờ xem thường hay ra vẻ ta đây đã là công chúa con nhà giàu. Ông mình thấy vậy thì mua cho con gái cái xe máy mới. Ông không nói nhiều lời, tình cảm giống như bà Dung hay là chị Châu được. Nhưng mà ông cũng thương con, theo cách của ông tạo mọi điều kiện cho ba má nuôi của Liễu có một cuộc sống tốt hơn. Cũng là đền ơn họ đã nuôi con gái của ông 20 năm qua và khuyến khích Liễu nên thường xuyên về chơi cùng với ba má nuôi, đừng để cho họ buồn hay là tủi thân. Út Liễu nghe như vậy thì cười vui vẻ nói với ba. Dạ vâng, con biết rồi thưa ba. Ông mình nhìn đứa con gái út thì cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt là những tia sáng hạnh phúc. Sắp xếp xong xuôi công việc cũng như giấy tờ, cả nhà ông Minh đi sang Campuchia tìm đến nhà của Thùy Lâm để cảm tạ chuyện đã cứu cậu Hưng. Họ mang theo rất nhiều quà cáp, nhưng đến nơi mới biết, sau khi Thùy Lâm từ Việt Nam về, thì chỉ ở nhà mấy hôm, sau đó đi sang Đài Loan xuất khẩu lao động, cũng là để đi tìm bạn trai cô ấy. Nghe mẹ Thủy Lâm nói cô ấy đã gặp lại bạn trai của mình Mới biết lúc trước cả hai đã hiểu lầm nhau nên mới chia tay. Bây giờ có vẻ gương vỡ lại lành. Mợ rào nghe xong thì thở phào. Ít ra bây giờ đỡ được một kẻ thù rồi. Ở chơi thăm hỏi nhà Thùy Lâm xong xuôi, cả nhà ông Minh lại di chuyển đến những điểm du lịch, cùng nhau vui chơi ăn uống. Đến gần 10 ngày sau mới quay về Việt Nam. Hơn một tháng sau đó, mợ rào thấy chồng người khăng khác cứ nôn nào khó chịu buồn ngủ khó ở ban đầu mợ tưởng rằng mình bị đau dạ dày nên định mua thuốc uống nhưng cậu hưng lại nhìn mợ nhìn những biểu hiện của mợ cậu hỏi hình như tháng này em chưa có kinh có đúng không hay là em có thai rồi không em nghĩ mình bị đau dạ dày mấy hôm nay em hay ăn cốc này ổi xoài men với lại út liễu nó hay mua cho em ăn với lại chúng ta có phòng tránh làm sao mà có thai được chứ Lúc này cậu Hưng Mới gãi đầu à, Thật ra mấy hôm ở khách sạn Có hai lần Anh lấy ra không kịp Mợ rào mở to mắt nhìn cậu Còn cậu cũng vội vàng Chạy đi mua cả chục cái que thử thai về cho vợ Bảo mợ đi thử đi cho chắc Khi mợ cắm que vào Ngay lập tức Hai vạch đỏ đậm hiện lên rõ rệt Mà không những một que mà mấy cái sau mợ thử cũng đều cho một kết quả mợ mừng lắm nhưng vừa mừng lại vừa lo bởi vì bác sĩ từng nói với mợ mợ có tiền sử là thai dị tật nên sau này muốn có thai phải bồi dưỡng sau đó mới thả được như vậy mới an toàn vừa rồi bao nhiêu chuyện kéo đến mợ đã kịp chuẩn bị cái gì đâu cậu hưng nóng lòng đứng bên ngoài hỏi vọng vào nhà vệ sinh thế nào rồi vợ nào anh vào có được không mợ lúc này mở cửa ra cậu nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của mợ thì lại càng nóng ruột kết quả thế nào anh hưng ừ anh đây mợ từ từ đưa mấy que thử thai ra cho cậu chúc mừng anh được lên chức bố nhá cậu hưng nhận mấy cái que nhìn cái nào cũng hay vạch đỏ đậm thì trái tim của cậu đập phình phịch sau đó bí mợ lên cao hôn người của mợ mười mấy cái. Mợ lúc này phải la làng lên. Bỏ em xuống, mau bỏ xuống. Ngã em bây giờ. Nào anh có nghe không, mau bỏ em xuống. Cậu không những không bỏ mợ xuống, mà còn bế mợ đến tận giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Như thế, mợ được làm bằng thủy tinh, rất dễ vỡ. Em phải ngồi xuống đây. Cậu mở tủ lấy ra cái hộp quà nhỏ, cho tất cả que thử thai vào đó, rồi cất lại. Mợ hỏi Anh làm gì thế? Sao không vứt nó đi? Không vứt được Để làm kỷ niệm Ngày con đến với chúng ta chứ Khóa tủ xong cậu chạy tới Ôm lấy mợ Sau đó đi thông báo với mọi người Rồi đưa mợ đi khám Bác sĩ nói thai khỏe ổn định Đã có tim thai Mọi thứ đều tốt cả Bác sĩ cũng khuyên 3 tháng đầu Nên hạn chế đi lại Hạn chế ăn uống Và cần bổ sung cái gì Cậu Hưng còn cẩn thận ghi âm lại tất cả về nhà học thuộc để làm theo. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này mở giao có thai bà Dung thuê người giúp việc mới, điều tra lý lịch cẩn kẽ mới cho họ vào làm việc. Trong nhà thì được cậu Hưng gắn hàng đống camera, ngọc ngách nào cũng không bỏ sót, như vậy mọi người mới yên tâm. Lần có thai này mở giao bị nghén kinh khủng, ăn cái gì cũng nôn ra hết, cả sữa cũng không uống được nhiều uống một lần có vài ngụm nhỏ nên ba tháng đầu mợ sụt mấy ký lô qua đến tháng thứ tư thì mới đỡ đỡ một chút lúc đi khám định kỳ bác sĩ tiết lộ là em bé giống mẹ để gia đình chuẩn bị quần áo màu hồng mợ dao nhớ tới lời út liễu nói cậu hưng thích con trai thì hỏi cậu bác sĩ nói là con gái anh có buồn không cậu hưng lúc này cười xoa xoa cái bụng của mợ trả lời dứt khoát. Trai gái gì cũng là con của chúng ta. Anh đều thương hết. Có gì đâu mà buồn. Với lại giới tính của thai nhi là do người cha quyết định. Đâu phải tại người vợ. Em đừng có nghĩ ngợi linh tinh. Ba mẹ cũng không quan trọng. Trai gái gì đâu. Nghe cậu nói như vậy mợ lại thấy yên tâm hơn. Nhẹ nhàng chạm lên cái bụng của mình. Lúc này mợ chỉ hy vọng con của mợ bình an khỏe mạnh chào đời còn con trai hay con gái mợ đều không quan trọng cũng may lần này khi mà làm mọi xét nghiệm em bé của cậu mợ đều không có vấn đề gì mợ mừng đến mức lúc có kết quả mợ cầm lấy tờ giấy mà cứ khóc mãi cậu hưng phải dỗ dành rất lâu thì mợ sao mới nín thầm thoát lại mấy tháng nữa trôi qua lúc mà mọi người đang sống yên vui thì tên thành chồng của chị châu xuất hiện Nghe chị Châu kể là hắn đến trường tìm Minh Châu Năn nỉ con bé Để con bé về thủ thì với mẹ Cho ba cho mẹ Cơ hội làm lại từ đầu Chẳng qua lúc này hắn hết tiền Khi bị nhân tình đá đít Không còn chỗ dung thân Mới quay lại cầu xin chị Châu Niệm tình nghĩa 10 năm vợ chồng Có hai đứa con chung Nhưng mà chị Châu cười khẩy Tôi là tôi ngu một lần Là quá đủ rồi không có lần thứ hai sau đó ít lâu ba mẹ của tiên thành đích thân đến nhận lỗi nhận lỗi với ông minh và bà dung cả với chị châu nữa xin bỏ qua và cho tiên thành một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm cho vợ chồng được hàn gắn cho con cái cô đầy đủ cha mẹ nhưng mà ý của chị châu là nhất định không đồng ý dù cha mẹ tiên thành năn nỉ dữ dội lắm chị châu cũng không đồng ý chị nói bấy lâu này nhà xảy ra nhiều chuyện nên chưa có thời gian làm đơn ly hôn bây giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi chị sẽ nhờ luật sư làm đơn ly hôn gửi đến tòa nhanh chóng chấm dứt mọi quan hệ với tên thành chấm dứt những năm tháng sống trong gian dối lọc lừa đó cũng chính là một quyết định sáng suốt nhà chị châu giàu mà tội gì phải chấp nhận và chịu đựng một thằng chồng lăng nhăng không chung thủy chứ chị châu còn nói nếu không là tất cả, thì không là gì hết. Tính chị Châu là vậy. Khi thương ai đó thì thương hết lòng hết giả. Nhưng khi ghét ai rồi, thì chị cũng tuyệt tình lắm. Như nhà thi là người mà chị Châu từng rất yêu chiều. Bây giờ lại trở thành người xa lạ. Ghét đến mức chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt của nó thêm một lần nào nữa. Mà nhắc đến nhà thi, thì lại nói thêm về cuộc sống của hai mẹ con nó để có tiền trang trải thuốc thang và trả chi phí sinh hoạt. Nhã thì phải đi làm. Từ trước tới giờ nó quen sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua cảnh làm thuê làm mướn, nên thời gian đầu vô cùng vất vả, bị mắng, bị chửi, bị bắt nạt. Về nhà thì có một người mẹ bị liệt, ăn uống tiểu tiện tại chỗ. Nó bất lực gào lên, giống như một người điên. Có lúc nó muốn bỏ đi đến nơi nào đó thật xa, không ai biết nó là ai để nó có thể làm lại từ đầu. Bỏ quét người mẹ bại liệt của mình đi. Nhưng khi đeo tối đi được một đoạn, nó lại quay trở về. Có lẽ chút tình thương ít ỏi của nó đã trỗi dậy. Nó không nỡ bỏ lại người đã sinh ra nó một mình trên cuộc đời này. Nó ủy oải ném cây túi xuống nền nhà, bó gối, ngồi khóc tu tu. Một thời gian sau đến ngày dự sinh của mợ giao Đêm đó từ 2 giờ sáng Là bụng của mợ đau lâm dâm Mợ nói với cậu Anh Hưng ơi Em đau bụng quá Cậu Hưng bật dậy mở đèn Rồi chạy đi kêu bà Dung Kêu tất cả mọi người gấp rút Đưa mợ đi bệnh viện Ban đầu mợ đau ít Lâu lâu mới có cơn gò Nhưng càng lúc Những lần đau đó lại càng nhiều hơn Rồn dập hơn anh nam chị tú hay tin cũng đi lên nhưng mà mợ đau rất lâu mà chưa thể nào sinh được lúc này mợ mới thấm cái câu đau như đau đẻ nó gò lên cứng bụng mợ kiên cường bám chặt vào thành ghế nhưng thật sự quá sức chịu đựng mợ phải kêu to đau quá bác sĩ ơi đau quá đau đẻ là phải đau chứ làm sao cố lên đừng có mà la hét mất sức để cái sức này mà sinh con Bên ngoài cậu Hưng đi qua đi lại cả trăm ngàn lần Chút chút có y tá bước ra Cậu lại bước tới Hỏi dồn dập Bác sĩ ơi vợ tôi sinh chưa à Thế nào rồi bà thưa bác Tình hình thế nào rồi à Cái ảnh này Chưa cứ bình tĩnh Anh đi qua đi lại Mòn hết cả hành lang của bệnh viện rồi Anh phải bình tĩnh chứ Làm sao mà cậu Hưng bình tĩnh cho được Nhưng cậu xin vào bác sĩ lại không cho. Làm cho cậu tức, cậu chửi lầm bầm trong miệng. Ủi giời ơi, vợ người ta sinh mà không cho người ta vào. Lần sau không sinh ở đây nữa. Bực hết cả mình. Còn Liễu lúc này lên tiếng hỏi. Anh ba, anh định sinh mấy đứa mà còn có lần sau? Thì tùy chị dâu mày, cô ấy đòi sinh như một đội bóng. Mới chịu dừng lại đấy. Ôi mẹ ơi, khủng khiếp nhở chị ba định dùng cả thanh xuân của mình chỉ để đẻ con thôi sao thế rồi phải đợi chờ gần hai tiếng nữa trong phòng có tiếng trẻ con khóc ngoe ngoe bác sĩ đặt em bé lên người của mợ giao cho mợ nhìn thấy con của mình dù rất đau đớn nhưng thấy con chào đời bình an là bao nhiêu đau đớn từ nãy tới giờ đều tan biến hết mợ chạm vào da thịt của con mợ mỉm cười trong hạnh phúc sau đó bác sĩ đưa em bé đi vệ sinh mặc quần áo vào cho con ẵm ra cho người nhà ai ai nhìn thấy con bé cũng đều trầm trồ khen ngợi ôi trời ơi xem nó giống thằng hưng chưa kìa y như cắt mặt để sang không giống con dao điểm nào ôi trời ơi đẻ sao mà khéo thế này đẻ khéo quá cậu hưng nhìn cô con gái bụ bẫm nặng ba ký tám của mình xong là hỏi y tá về mợ. Y tá nói đợi vệ sinh xong cho mợ là đẩy mợ ra ngay. Còn dặn dò cậu. Cô gái này giỏi lắm. Con sò so nặng 3kg tám, nhưng cứ cố gắng sinh thường và làm theo lời bác sĩ dạy. Không có la hét giống như các sản phụ khác. Có điều em bé lớn quá nên cô ấy mất sức. Người nhà phải chú ý hơn. Phụ nữ sinh xong ấy, dễ bị trầm cảm lắm. Anh nhớ phải quan tâm, chia sẻ với vợ phụ nữ vốn dĩ rất thiệt thòi mấy người ngồi đợi người thân cũng nói vào ba ký tám mà đẻ thường không phải chuyện đùa đâu em bé to quá cô gái này đúng là giỏi thật lúc mợ được đầy ra ngoài cậu chạy tới cầm thay mợ giọng nói đầy xúc động dường như còn sắp khóc vợ cảm ơn em em vất vả quá rồi Mợ rào lúc này chỉ biết cười thôi Em không sao đâu mà Trấn Hưng à Cuối cùng chúng ta Cũng có con rồi Ừ, chúng ta có con rồi Con giống hệt anh Mợ rào hạnh phúc gật đầu Được cậu và y tá Đầy về phòng riêng với con Trộm vía công chúa nhỏ mới sinh Nên chỉ bú no là ngủ Không quấy khóc nhiều Ai đến thăm cũng đều nói Em bé giống cậu Hưng như đúc Từ mắt mũi miệng đến cả ngón tay ngón chân cũng giống cái gì cũng y chang cậu không giống mợ dao ở điểm nào người ta còn nói con gái giống cha là giàu ba họ làm cho cậu hưng khoái chí cười tít cả mắt cậu đàn tay cậu vào tay mợ hai người nhìn nhau trong đáy mắt đối phương đều ngập tràn hạnh phúc đêm đến cậu kê tay cho mợ nằm nhìn tiểu công chúa đang say sưa giấc ngủ mà mân mê từng ngón tay của mợ quỳnh dao Cảm ơn em Sao thế? Vì chuyện gì? Bởi vì em đã đến Và cho anh rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau Mở lúc này ngước lên Nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu Sao hôm nay anh lại xiên xúa như vậy chứ? Đừng nói là anh muốn được em nhai đầu nhá Chưa được đâu Bác sĩ nói phải 2-3 tháng trở lên Mới được thị tầm Ông tướng ạ à? Ừ hay Em toàn nghĩ xấu về anh Người ta đang nghiêm túc mà cứ không tin à anh mà nghiêm túc ấy thì em lại không quen anh cứ là anh đi cứ nhây nhây như bình thường em mới tin rằng đấy là chồng của em chứ nói đi hôm nay anh làm sao hay là có chuyện gì anh nói thật với em đi không có chuyện gì thật anh chỉ muốn nói lời cảm ơn đến vợ anh thôi thật không thật cảm ơn em đã đến và chịu đau đớn để sinh con cho anh sao này anh không hứa cái gì mà thiên đường địa cửu Cũng không hứa kiếp trước kiếp sau Như những soái ca trên phim truyền hình Anh chỉ muốn nói anh yêu em Anh thương em Tình yêu cuối cùng của anh Thế lúc trước ấy Anh chưa từng nói yêu em Hay thương em Lý do là vì sao chứ Nói ra thì dễ Nhưng để duy trì sự yêu thương đó Mới là điều khó khăn Anh muốn để em thấy Lời nói phải đi đối với tình cảm Em có bao giờ hối hận khi lấy anh không? Chẳng hạn như cái lúc mà anh mất tích ấy. Chưa, chưa bao giờ em hối hận cả. Cũng mong rằng sau này vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Cậu siết chặt tay của mợ, ngữ điệu vô cùng chắc nịch. Anh hứa, nhất định không bao giờ để cho em phải hối hận. Em tin anh. Mợ nép vào vòm ngực vững trái của cậu, cảm giác bình yên hơn bao giờ hết. Lại nói về bà Thu Hồng, sau mấy lần xét xử thì tòa án vẫn giữ mức án như cũ. Bà Thu Hồng có trách nhiệm bồi thường cho người nhà của nạn nhân, số tiền và chu cấp hai con của nạn nhân đến khi các cháu 18 tuổi. Và tòa cũng yêu cầu bà ta bồi thường cho cậu Hưng. Nhưng khi nhận số tiền đó, cậu Hưng đem trao lại cho người nhà nạn nhân đi cùng với cậu. Vì cậu mà anh ấy mới bị liên lụy. Cậu cũng hứa tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho vợ con anh ấy hết sức mình qua một thời gian lúc này chị châu chính thức ly hôn tên chồng bội bạc nhưng tên thành vô cùng lì lợm hắn ta hết đến trường thăm minh châu lại đến xốp thời trang tìm chị châu mong chị tha thứ và bỏ qua cho hắn đến mức chị châu phải thuê bảo vệ đứng bên ngoài xốp để khi hắn đến bảo vệ sẽ chặn lại không cho hắn vào làm phiền nhưng nói gì thì nói dù chị và hắn ta đã ly hôn nhưng hắn đang còn là ba của hai đứa nhỏ nên hắn có quyền đến thăm nom theo quy định của pháp luật mười lần ngăn cấm cũng phải cho hắn gặp một lần sợ rằng làm quá hắn lại điên lên gây ra những chuyện không ai mong muốn thời gian này mợ dao bận bịu trông con không hiểu sao mấy tháng đầu bé dâu rất ngoan bố no là lăn ra ngủ khì nhưng về sau càng ngày càng gắt ngủ hay khóc đêm và vặn mình Cậu Hưng lo con thiếu chất Nên cho con đi khám Nhưng bác sĩ nói rằng em bé bình thường Không có thiếu chất gì hết Vậy mà cứ vừa chập tối Lại khóc ngất ngửa Tím tái mình mẩy Giống như ai đó đánh đập nó vậy Quá lo lắng về chuyện này Bà Dung mới nói để bà đi tìm thầy Để xem thử Em bé có bị ai phá hay không Chứ bà thấy cháu khóc thế này Bà xót ruột lắm Mấy mấy tháng mà không bú không ngủ, em bé mất sức, mà mở dao cũng mất sức với cô công chúa bé nhỏ này. Ngày hôm sau trời vừa sáng, là cái liễu chờ bà đến một nhà ông thầy người quen, được khen là xem rất hay. Hai mẹ con bà Dung ngồi đợi rất lâu, thì sau đó mới đến lượt. Bà Dung nói tình trạng của cháu mình cho ông thầy nghe. Ông thầy lúc này mới bắt đầu lên quẻ. Bà Dung không biết quẻ là có ý nghĩa gì nhưng mà chỉ thấy ông thầy nhíu hai đầu chân mày lại. Bà Dung lo lắng quá. Bà bột miệng hỏi luôn. Dạ thưa thầy, thế nào ạ? À? Cháu tôi có làm sao không? Xin thầy chỉ dẫn cho tôi được biết. Cháu nội bà, bị người ta yểm bùa rồi đấy. Hả? Thầy nói sao? Yểm cái gì yểm bùa? Cháu tôi còn bé như vậy. Làm sao mà? Nó chỉ mới mấy tháng tuổi thôi mà thầy. Theo như những gì quẻ lên. Thì cháu bà bị người ta làm cho không ăn không ngủ Khóc nhiều Người thì tím tái Quấy nhiễu suốt ngày Có đúng không? Dạ vâng đúng rồi thưa thầy Cháu tôi nó bị y như lời thầy vừa nói Lúc mới sinh nó dễ lắm Cứ bú no là lăn ra ngủ thôi Nhưng bây giờ nó không chịu bố mẹ Bú bình cũng không chịu Người thì còi cọc hơn cả lúc trước Thì bị yểm bùa cho quấy khóc bỏ ăn Bà làm sao ăn uống được như trước chứ thế bây giờ tôi phải làm sao thưa thầy mong thầy giúp đỡ mong thầy cứu lấy cháu gái của tôi kìa bà bà cứ bình tĩnh bây giờ bà tạm về trước đi ngày mai đem đứa nhỏ đến đây tôi hóa giải cho vâng vâng tôi cảm ơn thầy cảm ơn thầy Còn liễu lúc này nó mới hỏi ông thầy thầy ơi thế mình có biết được ai là người làm bùa không ạ à? xin thầy cho con biết để gia đình con được biết kẻ xấu đấy là ai ạ à? là một người nữ trẻ tuổi sáng thành mảnh trắng trẻo và còn độc thân người này dường như có rất nhiều oán hận với gia đình vị trí cách gia đình không xa có thể là hàng xóm hoặc là họ hàng gì đó khá thân thích hiện tại đang sống cùng với một người đàn bà bị bệnh nặng Ông thầy nói xong út liễu liên tưởng ngay đến con nhã thi chết bầm. Bà Dung cũng nghĩ như vậy. Vì ngoài nó ra, còn ai mưu mô hại người như nó. Càng nghĩ, con liễu lại càng tức ảnh ách. Dọc đường, nó nói ngay. Còn chắc chắn là con quỷ nhã thi rồi, chứ không ai vào đây hết mẹ à. Mẹ kiếp, còn phải cho nó một trận mới được. Mẹ cũng cho là nó làm. Nhưng mà nó làm vậy để nó được cái gì Tại sao nó lại nhắm vào bé dâu mà hại con bé chứ? Cái này thì mình phải hỏi nó chứ à? Mình chạy đến phòng trọ của nó luôn, mẹ nhá. Ừ, đến đi con. Con liễu vừa nói vừa tăng tốc, sẽ vào khu nhà trọ nhã thi thuê. Thì nó không có ở nhà, chỉ có mình bà mai đang nằm trên giường. Tuy bà ta bị liệt nửa người, nhưng nếu được điều trị thì nhất định là đi lại được. Nhưng mà nhã thi không tận tình lo cho bà ta chỉ chăm sóc qua loa rồi lại đi làm kiếm tiền chi trả tiền ăn uống sinh hoạt từ trong sâu thầm trái tim của nó nó vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận bà mai chính là mẹ ruột của nó nó đang còn hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở về nhà họ hoàng cho nên nó mới tìm người yểm bùa bé dâu bởi vì nó biết phụ nữ sau sinh rất dễ trầm cảm nhất là khi con quá quấy không ăn không ngủ thì người mẹ nào không điên cho được chứ út liễu lúc này ghé tai nói với bà dung mẹ ơi con thi nó không có nhà mình ngồi đây đợi nó đi mẹ ngồi thêm một lúc nữa thì nhã thi về tới lúc đó con liễu vừa chạy đi mua chai nước nên chỉ có bà dung ở trong nhà con thi tưởng đâu bà dung đến là để thăm nó nên nó sốt sắng chạy lại hỏi han ngay mẹ mẹ phải là mẹ rồi Mẹ đến tìm con có phải không ạ à? Trái lại với sự vui mừng của nó Bà Dung lạnh lùng hất tay của nó ra Làm cho nó chưng hừng Kìa mẹ Mẹ đến tìm con mà Sao mẹ lại thế này ạ à? Cô gọi tôi cho đúng chứ Tôi không phải là mẹ của cô Mẹ của cô là cái người đang nằm ở trong kia kìa Còn thì nghe như vậy thì bắt đầu khóc lóc Không, mẹ ơi con chỉ muốn làm con gái của mẹ Con muốn được trở về vòng tay yêu thương của mẹ Con muốn được làm con của mẹ Con xin mẹ Mẹ đừng bỏ con Tội nghiệp con lắm mẹ ơi Con xin mẹ tha thứ cho con Tha thứ những lỗi lầm trước đây của con Mẹ Mẹ cho con một cơ hội Được làm con gái của mẹ đi mà Nhã thì thậm chí còn quỳ xuống chân của bà Dung Cầu xin khóc lóc dữ dội Và xin đủ kiểu rằng bà Dung hãy cho nó về nhà họ Hoàng. Nó không cần có tên trong sổ hộ khẩu gì đâu. Nó chỉ cần được sống ở bên cạnh bà Dung, được chăm sóc cho bà. Như vậy là nó mãn nguyện lắm rồi. Ốt liễu lúc này đi vào, nghe được những lời này, thì nó ôm bụng cười ha hả. Ôi trời đất ạ, à, mày đang tấu hài cho ai xem đấy hả? À? Mặc ói quá, ui ẹ ẹ. Còn thì biết bà Dung là người dễ mềm lòng, nên ngoài mặt thì van xin bà dung sau đó nó bò lại van xin con liễu nước mắt ở đâu mà dòng dã chạy ra xuống mặt nó trông như thật liễu ơi tôi xin lỗi mà tôi biết trước đó tôi đã làm vài chuyện không tốt nhưng mà tôi thực sự hối hận rồi tôi hối hận vô cùng xin liễu cùng mọi người cho tôi một cơ hội thôi để tôi sửa sai tôi sẽ hết lòng phụng dưỡng ba mẹ chăm sóc cho ba mẹ mà liễu còn Liễu lúc này tuyệt tình Đá bay nhã thì ra xa Ôi giời, mày xạo lờ quá Nhìn cái bản mặt giả chân của mày Mày định lừa ai Muốn về nhà tao để ủ mưu Hại cả nhà tao à Ô, Liễu ơi Nhà tao đâu có ngu Còn mày, mày vừa nói gì Mày muốn chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ tao á Không cần, tao không cần nha mày Nhà tao không cần cái loại gian manh như mày Còn mày mà muốn phụng dưỡng ấy đi vào trong kia phụng dưỡng cái bà ta kia kìa đó mới là mẹ của mày là người sinh ra mày là nơi mày thuộc về đừng có mơ có ngày được về nhà họ hoàng mày không có cửa đâu sừng lại vài giây út liễu lại tiếp tục trời nhã thi xối xả hôm nay tao với mẹ tao đến đây gặp mày là để giải quyết một chuyện 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 gì mày lại đây lại đây tao nói cho mày nghe nhạ thì bán tín bán nghi nên trần trừ không dám đi đến gần út liễu nhưng nó không đến thì liễu liền xông đến tát vào mặt của nó mấy cái làm cho mặt của nó bây giờ tái xanh tái đỏ ôm mặt thằng thốt khóc lớn liễu sao liễu đánh tôi mày còn làm bộ à mẹ mày tại vì mày đấy nên đứa cháu của tao mới mấy tháng tuổi mà mày yểm bùa cho cháu tao quấy khóc bỏ bú Còn chó cái này Mày ăn gan hùm Mày mới dám làm như vậy có đúng hay không Nhã Thi nghe con liễu nói như vậy Thì vô cùng hoàng sợ Nó tưởng là cái người yểm bùa bán đứng Để khai ra nó Nên út liễu mới biết Nên chưa gì nó quỷ lại van xin dối rít Sẵn cơn điền Con liễu túm lấy cổ áo của nhã thi Và đánh cho nó bật cả máu miệng Bà Dung cũng không thèm can ngăn. Bà cứ mặc kệ cho Liễu. Đánh đến mệt thì nghỉ. Vì đến giây phút này, bà đã quá sợ hãi và căm phẫn con người của Nhã Thi. Sự tàn độc của nó, bà chẳng thể nào thương hại thêm được. Đánh xong còn Liễu, chỉ tay vào mặt của Nhã Thi, tiếp tục mắng chửi. Tao về tao mách anh Hưng, cho anh ấy biết mày dám hại con của anh ấy. Coi ảnh ấy có đến đây lột ra cắt cổ của mày không? Còn quỷ sống? Út liễu nói xong ra về. Nhã thi hoàng sợ thu dọn đồ đạc cùng với bà Mai, bỏ đi trong đêm đó. Hôm sau sau khi đem bé dâu đến cho ông thầy dài bùa, thì mợ rào mới bảo út liễu ở nhà coi chừng em bé. Cậu mợ phải đến tìm nhã thi. Nhưng khi cậu mợ đến nơi, thì người ta nói rằng nó trả phòng đêm qua. Mợ rào tức lắm nhưng biết nó đi đâu mà tìm, đành tức tối đi về. Thời gian lại trôi qua, Út Liễu đi lấy chồng. Chồng cô Liễu không học cao hiểu rộng, nhưng mà tính tình hiền lành dễ mến, ông minh mở cho con gái và con rể một cửa hàng buôn bán nội thất để kinh doanh. Nhờ Út Liễu lành lợi nên cửa hàng vô cùng đắt khách. Liễu còn bán thêm chăn ga gối nệm, công việc vô cùng tốt. Không những kinh doanh tốt mà chuyện con cái, Liễu vô cùng xuất sắc hai lần sinh nở lần nào cũng là thay đôi lần đầu được hai con trai lần sau được hai cô công chúa kháu khỉnh ông minh bà dung rất là cưng chiều các cháu cứ cuối tuần là chị châu đưa minh châu minh tài về út liễu cũng đưa bốn đứa con của mình về tìm chị dâu chơi đồ chơi căn nhà rộn rã tiếng cười tiếng nói vô cùng hạnh phúc nhưng đêm về mợ dao nằm trong cánh tay của cậu hưng mợ lại thở dài Cậu hiểu lòng của mợ Nên an ủi Không sao đâu em Con từ từ sẽ đến Nhưng chúng ta thả hai năm rồi Sao lại chưa thấy nhỉ Em lo lắm Em đừng có áp lực quá Khó thụ thai Cứ làm theo lời bác sĩ Để mọi chuyện tự nhiên Chúng ta có bé dâu rồi Chứng tỏ khả năng sinh sản bình thường Bác sĩ khẳng định Chúng ta không có bệnh gì mà Em đừng lo quá lại bệnh đấy. Mợ ôm cậu Hưng chặt hơn, cũng hy vọng sẽ sớm sinh cho cậu thêm một hai đứa, cho vui nhà vui cửa. Chị chầu hai đứa út liễu bốn đứa, mợ thấy mà thèm được như vậy, nhưng ông trời còn thử thách cậu mợ nhiều quá. Trông thêm con mà thấy mờ mịt hơn hẳn người ta. Sau đó không lâu, thì ông nội mợ giao qua đời. Ông không bệnh gì nhiều, nhưng hôm đó đến quá trưa mà không thấy ông mở cửa nên hữu nghĩa mới chạy qua gọi thử thì không nghe tiếng ông trả lời bên trong thì chốt lại nghĩa nói với vợ mình gọi báo chính quyền xuống khi mở ra thì ông nội đã đi rồi cậu hưng mở rao nghe tin liền vội vã về lại cà mau đến nơi từ bên trong vang lên tiếng khóc của chị tú anh nam cũng khóc nhưng anh giữ được bình tĩnh hơn một chút mợ rào từ từ tiến lại chỗ ông đang nằm ông nằm đó và nhắm mắt lại và không bao giờ nói chuyện với sao được nữa hôm đó mưa lất phất xuống lòng đường dẫu biết đời người không ai tránh được sinh lão bệnh tử nhưng mỗi sự ra đi đều để lại một nỗi đau đớn cho người ở lại nhất là đối với mợ dao Đưa cháu gái nhiều năm lớn lên bên cạnh ông nội Mới ngày nào mợ còn đem bé dâu về thăm ông Ở lại với ông mấy ngày Ông còn làm cho dâu mấy món đồ chơi Bằng gỗ trông rất xinh xắn Mợ định tháng sau lại về tiếp Nhưng còn chưa kịp về Thì ông nội đã đi rồi Mợ khóc nấc nghẹn Lòng đau như cắt Ôm lấy cánh tay của ông nội Bàn tay lạnh ngắt chẳng còn ấm áp như cái hồi mợ còn bé Ông hay xoa đầu mợ Ông đi rồi Ông đi với bà nội Và bỏ mợ sao lại rồi Ngày đưa ông về với đất mẹ chân mợ giao bước không nổi Cậu Hưng phải dìu mợ đi từng bước Mới đến nơi chôn cất ông Nhìn những lớp đất đá từ từ phủ lên quan tài Mợ gào lên Gọi ông ơi, ông ơi Cậu Hưng ôm lấy bả vai của mợ Cậu sợ rằng mợ ngã xuống Cuối cùng mợ cũng không chịu được Sự xa cách này Mà ngất liệm đi Khi mợ giao tỉnh dậy Đã là mấy tiếng đồng hồ sau đó Người đầu tiên mợ nhìn thấy chính là cậu Hưng Cậu nhìn thấy mợ tỉnh Liền vội vàng hỏi ngay Em thấy trong người thế nào Để anh đi múc cháo cho em nhé Anh vừa nhờ người nấu cho em Mợ dao mệt mỏi lắc đầu Em không ăn đâu Anh đừng múc lên mất công Em phải ăn Mới có dinh dưỡng cho con chứ Cho con sao Ừ Em có thai rồi Mợ rào nhất thời ngây người không tin Cậu Hưng giải thích Lúc này em ngất xỉu Có một người đến viếng ông nội Chuyện bắt mạch thăm khám bệnh nhân Họ bắt mạch cho em khẳng định Em có thai đấy Mạch tượng hơi yếu Cần về ăn uống nghỉ ngơi hợp lý có thật không ạ à? có thật không anh cậu hưng chắc nịch làm cho mợ bất ngờ quá độ vội vàng sờ xuống bụng của mình cuối cùng sau hơn hai năm chờ đợi thì con cũng đến với cậu với mợ sau khi lo hậu sự cho ông nội xong xuôi mọi người mới bàn cho vợ chồng anh nam chị tú đem bàn thờ ông nội và bà nội về nhà anh chị ấy thờ cúng lo hương khói cho ông bà Cậu Hưng thì hứa tài trợ toàn bộ chi phí cho anh Nam xây nhà lại khang trang hơn. Cũng là có chỗ để sau này có đám tiệc, mọi người đến viếng, có nơi ăn, nơi ngủ. Còn căn nhà này của ông nội thì cậu Hưng đề nghị anh Nam giữ làm kỷ niệm. Bởi vì cậu biết đây là kỷ niệm mà ông để lại. Để thi thoảng mợ giao về, còn có cảnh vật khi xưa. Đúng là chồng người ta chu đáo hết mức, suy cho cùng vẫn là mợ giao. Có Phước, chồng đẹp trai tài giỏi nhà giàu, chiều vợ hết cỡ. Chỉ cần thêm vài đứa con cho đủ nếp đủ tẻ là cuộc đời của mợ gần như viên mãn rồi. Hy vọng là trời cao thương mợ giao, cho mợ được như ý nguyện. Đến khi cây thai đủ điều kiện làm xét nghiệm, cậu mợ hân hoan khi bác sĩ thông báo giới tính giống ba. Mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì hết. Thời điểm đó cũng chính là lúc cậu định được ra tù ngay đợt nhà nước ân xá khi ra tù cậu định có đến nhà xin lỗi mọi người bởi vì chuyện năm xưa tuy thời gian đã qua mọi việc đã vào cuộc sống mới nhưng nhắc lại trong nhà bỗng trở nên im lặng cậu định cũng tự động xin ông minh cho rút số cổ phần để có thể tự lập ông minh cũng đồng ý hôm đó lúc đến công ty ký kết giấy tờ cậu hưng và cậu định mới nói chuyện riêng với nhau Cậu Hưng cầm tách cà phê và nói với cậu Định. "Hôm trước mày đến xin lỗi. Tao thấy ánh mắt của mày vẫn hướng về vợ của tao. Mày vẫn tinh mắt như vậy sao? Thảo nào lúc nào cũng có nhiều cô gái vây quanh mày. Tao không đùa. Mày mà có ý với vợ tao thì mày đừng có trách tao, không để tình anh em." Cậu Định cười, mấy năm trong tù cũng làm hao mòn phong độ của cậu đi nhiều lắm tuy nhiên được ra ngoài rồi chẳng mấy chốc lại đẹp trai như xưa tao chưa từng có ý với vợ mày cậu hưng nhíu mày khó hiểu cậu định lên tiếng giải thích thật đấy năm đó tao muốn cưa cầm cô ấy chẳng qua vì tài sản của mày bởi vì theo luật thì người chồng qua đời người vợ sẽ là người được hưởng số tài sản đó chỉ là cô ấy chưa đủ thì mày đã trở về tao có một thắc mắc tao muốn hỏi mày chuyện gì nói tại sao mày vừa về mày đã tìm được bọn người mà mẹ tao thuê tao về từ trước nhưng vì lo bứt dây động rừng nên tao phối hợp với bạn bè cùng công an để điều tra truy tìm những tên mẹ mày đã thuê chưa mày nghĩ tao về nhà mọi người ồn ào đến thăm thời gian đó mẹ con mày dẹp sạch hậu trường thì lấy đâu ra chứng cứ ý của mày là mày đã nghi ngờ mẹ con tao từ trước. Đúng, tao còn điều tra ra rằng mẹ mày mua chuộc thầy bói, nói tao bị thủy thần bắt. Đúng là bài bản tinh vi, nhưng mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó thoát. Cậu định nghe cậu Hưng nói như vậy thì gật đầu mỉm cười. Mày lúc nào cũng thông minh như vậy, mày giỏi lắm. Mày cũng đâu thua, nhưng tiếc là đầu óc của mày dùng không đúng chỗ tao sẽ đi xa dừng lại mấy giây cậu định lại nói tiếp trần hưng này cho tao xin lỗi vì những chuyện mẹ con tao đã làm tao không dám hy vọng mày sẽ tha thứ nhưng nếu được vẫn mong một ngày nào đó tao và mày có thể ngồi uống với nhau vài ba ly rượu nói về cuộc đời được và mất chúc mày hạnh phúc tao đi đây bóng của cậu định đồ dài xuống đường, rồi hòa vào dòng người mất hút. đứng một mình, cậu Hưng tự nói: tao đã tha thứ cho mày lâu lắm rồi, chúc mày thành công. nói xong cậu Hưng cầm cặp đi về nhà với mợ. mùa hè năm đó, mợ giao sinh cho cậu Hưng một thằng cu khó khình, béo tròn, hai má phúng phính, cùng với khuôn mặt trắng hồng. nhìn kỹ thì cu con này có nét giống cả cậu và mợ. Nhưng mà vẫn thiên về giống mợ nhiều hơn Cậu Hưng vẫn cãi Cái tật ba hòa như thế Hôn vào bàn chân mịn màng của quý tử Mà nói luôn Con cứ đẹp giống mẹ Chỉ cần hàng to chuẩn giống ba là được Đúng không con dai Mợ rào nghe như vậy Thì lườm mũi cậu ngay Này anh buồn cười nhỉ Làm cha của hai đứa con rồi Mà anh nói không có trường có mực gì cả Có người khác Người ta lại cười cho thối mũi Dạ vâng, anh biết rồi thưa vợ. Mợ ba khó tính, toàn là quát anh không. Thế có biết trái tim của anh mỏng manh yếu đuối lắm hay không? Em mà quát anh nữa, anh không chịu được đâu. Đây này, đây này, em chạm vào trái tim, đang loạn nhịp vì sợ hãi của anh đi. Cậu Hưng cứ như vậy, suốt ngày chiêu ghẹo mợ cho mợ mắng, nhất là khoản chiều chuồng em bé dâu. Mợ đã quy định thời gian cho con bé học và chơi, thời gian nào xem tivi, nhưng mà mợ vừa mới quay đi Là hai cha con lại chui vào chăn để chơi game Xem điện thoại Có hôm mợ giao tức quá Bài tập thì không dạy con làm Lại cho con bé xem điện thoại Mợ phạt cả hai ba con úp mặt vào tường Thế nhưng mợ vừa mới quay sang cu em Thì bên này Hai ba con nhìn nhau cười khúc khích Làm lúc mợ thật sự bất lực Mà giận cậu chiều bé dâu quá Nên cậu lại giải thích dùng nghèo để nuôi con trai dùng giàu để nuôi con gái mà vợ vợ chưa nghe à biết là vậy nhưng mà anh chiều con bé quá mức thời gian học và chơi khác nhau cứ như thế này khiến cho lịch trình con bé bị lộn xộn cậu biết mợ ở nhà chăm hai con rất vất vả và áp lực nên vòng tay ra sau xoa bóp lên hai bà vai cho mợ chậm rãi nói với mợ không sao đâu mà em chỉ là giải trí một chút thôi Vừa lại em có thấy tính cách của dâu rất là giống em không? Sau này nhất định nhỉ, mạnh mẽ và cương trực. Bây giờ chúng ta chiều chuộng con bé một chút, cũng không có vấn đề gì. Con của chúng ta rất ngoan, em đừng lo. Anh biết cân nhắc mọi chuyện. Mà ngược lại anh thấy có vấn đề này. Chúng ta phải trao đổi một chút. Sao thế, có chuyện gì? Mặt của anh có vẻ nghiêm trọng quá vậy. Do cậu đang đứng đằng sau, nên mở dao không thấy khuôn mặt nguy hiểm của chồng mình. Đến khi cánh tay ai đó thò vào bầu ngực mới giật mình ngừng lên. Này! Đang nói chuyện! Tự dưng lại làm gì thế này? Nhột em! Cậu không nói không rằng ghi mợ xuống giường giọng không thể nào lưu manh hơn. Anh nghĩ chúng ta nên tăng cường để quan hệ. Hay là bây giờ chúng ta phun tuần nhá? Phun tuần làm sao được? Anh là châu bò à? Thì anh là con châu được đang muốn hút vào em đây. Nào, anh tới đây. Mợ rào cười sặc sụa. Sau đó, hòa cùng với cậu trên chiếc giường rộng lớn. Hai cây bóng lớn in trên vách tường bằng gỗ, dây dừa không dứt. Cậu ghé tai nói yêu mợ, tình yêu cuối cùng trong cuộc đời cậu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 15 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện mợ rào được viết bởi tác giả Diễm My Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 15 tập truyện vừa qua Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé à, Lại là một cảm nhận rất là mới mẻ mà từ Tâm An, Tâm An rất là thích lắng nghe những câu chuyện của tác giả Diễm My và thật là hạnh phúc bởi vì chính bản thân mình được đọc những tác phẩm của cô gái này Và Tâm An cũng không biết được rằng là sau khi mà chúng ta lắng nghe những cái câu chuyện uh, ngôn tình tình yêu đời thực và nó có cả những cái khiến chúng ta phải suy ngẫm về cuộc đời đó chính là có vay có trả làm điều ác tất nhiên là phải trả còn nếu như làm việc thiện thì chúng ta sẽ được nhận những cái gì mà xứng đáng nhất có một câu mà tâm an vô cùng tâm đắc đó chính là sau khi mà chúng ta muốn có một cuộc sống hạnh phúc nhất thì ông trời phải cho chúng ta nếm trải rất nhiều đau thương Cô gái tiên Giao của chúng ta ngay từ đầu là một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy đi bán hoa quả ngoài chợ đúng không quý vị? Nếu như quý vị nhớ tập 1 tập đầu tiên thì vô cùng là mạnh mẽ. Nhưng bởi vì sau này khi có gia đình, nhìn trước nhìn sau các mối quan hệ và không muốn làm mất lòng chồng mình thì Giao đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cô ấy đang còn tính cách cương trực, mạnh dạn, à, xấu ra xấu mà yêu thương ra yêu thương. Nhưng mà đến cuối cùng thì cô ấy cũng có chút thay đổi đó chính là nhu mì chăm sóc chồng và chăm sóc con phụ nữ chúng ta hy sinh rất nhiều cho gia đình và cho xã hội vậy nên sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này tâm an cảm thấy rất là tâm đắc và khâm phục những người phụ nữ việt nam và những người phụ nữ ngày xưa thì còn giỏi giang hơn rất nhiều chăm chồng chăm con lo lắng cho hoàn cảnh của gia đình và thật là may mắn bởi vì sau khi câu chuyện này kết thúc thì chị tú cũng tìm được hạnh phúc bên cạnh anh nam anh ấy không còn say xỉn không còn rượu chè không còn đánh vợ và trở nên thương con nhiều hơn và cái điều này mãi tận khi ông nội mất đi anh nam mới thay đổi có phải là chúng ta đã thay đổi quá muộn màng hay không nếu như anh nam nhận ra là anh yêu thương vợ thương con từ sớm thì chắc là hạnh phúc đã trọn vẹn hơn nhưng mà dù sao có thay đổi muộn còn hơn không đúng không quý vị và rất là tâm đắc bởi vì tác giả diễm my gửi tới trường chúng ta một câu chuyện rất hay và rất hấp dẫn quý vị hãy cùng chờ đợi à, tác giả diễm my gửi tới cho chúng ta những bộ chuyện tiếp theo nhé tâm an xin cảm ơn rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình phát sóng lần sau